Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình tiếp tục làm clip về con máy Samut 1600G đấy. Thì mình sẽ cho anh em thấy cái vỏ của nó này. Đây, vỏ của nó. Đấy, quay xa xa cho anh em thấy này. Đấy, Samut 1600G nhá. Đây là máy mới 100%. Đấy, mình đã bóc cái đề can của máy ra để mình review cho anh em thấy nhá. Thì anh em nào có nhu cầu mua máy Samut 1600G mới còn nguyên đề can thì liên hệ mình qua số điện thoại 0969 449392, kết bạn Zalo của mình nhé. Mình bán tất cả các mẫu máy từ đánh bộ đến đánh thuyền của Samut và các loại kích tàu. Thì mình rất hay cập nhật những mẫu máy mới, thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi những mẫu máy mới của bên mình nhé. Tiện đây mình cũng bán luôn cái con Samut 1600G này làm video. Đấy, nó bị mất đề can mình tháo ra đấy. Thì mình sẽ bán rẻ hơn các mẫu Samut 1600G khác. Đấy, có nghĩa là Samut 1600G còn nguyên cái đề can này mình sẽ bán giá khác. Cái con này mình làm video rồi thì mình sẽ bán giá khác. Đấy. Thì anh em nào quan tâm thì comment nhé. Comment dưới video hoặc gọi điện cho mình qua số điện thoại ở trên màn hình 0969 449392. Đấy, thì mình sẽ báo giá cho anh em nhé. Giá rất là đẹp luôn cho anh em. Con này chuyên đánh thuyền nhá anh em nhá. Đấy. Thì mình nói sơ qua về cấu hình của máy này. Xài 3 tụ đầu ra 450V, 470mi, 2 cuộn cảm, 2 tụ băm và 2 SCR. Đấy, 4 diode FET, 2 dơ le, 2 tụ lọc nguồn. Đấy. Rồi. Biến áp của nó này. Đấy, nó dùng 8 phét lớn nha anh em nhá. Đấy, giờ mình sẽ test cho anh em thấy các chế độ của máy này. À, nói sơ qua cho anh em thấy này. Kẹp đồng của nó này. Đấy. Kẹp đồng nhá. Đằng sau của máy này. Đấy. Đằng sau nó sẽ có hai quả gió và đây là cái núm để đấu dây có bóp nhá. À, nói luôn, có bóp đi kèm theo máy có một có bóp chân này. Đấy, đấy. Anh em dùng nhá. Anh em sẽ đấu vào đây này. Đấy, đấu vào đây. À, khi anh em đi đánh nhá, anh em đấu dây trên, dây này với dây này là cái đồng hồ, cái mặt hiển thị này nó sẽ có tác dụng. Khi anh em đấu cái này với cái này, hai cái ở bên trên thì cái mặt hiển thị kia nó sẽ không có tác dụng, nó sẽ đánh theo chế độ mặc định của máy đấy, thì mặt hiển thị nó sẽ không có tác dụng gì hết nha anh em nhá. Anh em lưu ý giúp mình, có lại đấu nhầm một cái về đấu nhầm lại bảo sao mặt hiển thị không chỉnh được, lại bảo báo lỗi, anh em phải đấu xuống hai cái bên dưới này thì nó mới chỉnh được nhá. Thì ở đây mình sẽ đấu luôn và review luôn con máy này cho anh em thấy này. Mình sẽ nói sơ qua về các chế độ của máy này. Chế độ số 1 này thì mình thấy là chế độ này là để đánh thả cáp, đánh cá da trơn. Đấy, thì anh em nào thích đánh cá da trơn thả cáp thì dùng chế độ số 1 nhé, để đánh cá da trơn như cá ngạnh nhá, cá lăng nhá. Đấy, mình test này, tải nặng quá để mình rút bớt tải ra. Đánh cá da trơn tải nặng thì nó sẽ không tải được, mà đánh tải điện mạnh thì con cá nó sẽ chết lịm, nó không nổi lên được. Cá da trơn nó chỉ ưa điện nhẹ thôi, thì mình phải rút bớt tải ra để cho anh em thấy này. Đấy, đây quay cho anh em thấy nhá. Đấy, đánh cá da trơn này, thả cáp đấy. Đấy, ok. Anh em thấy không? Đấy, cho băm nhanh băm chậm ở đây này. Cho băm nhanh thì con cá nó lên nhanh, băm chậm thì con cá nó sẽ lên chậm hơn. Anh em đừng cho băm nhanh quá. Đây là chế độ thả cáp nhá, thả cáp đánh cá da trơn đấy. Đấy. Nó ăn dòng rất là nhẹ nhá, anh em để ý này, đồng hồ báo vôn này. Đấy. Đánh cá da trơn thì nó sẽ ăn dòng nhẹ đấy. Còn chị
Ở đây nó sẽ có chỉnh băm nhá, từ 1 lên tới 15 này. Đấy, thì tùy anh em chỉnh nhá. Chỉnh về càng thấp thì băm nó càng nhanh. Chế độ số 2. Đấy, nấc chế độ số 0 nhá, là dùng để đánh cá tổng hợp. Cái ép cao nhất là 110 Hz, còn băm sung lên cao nhất là 60. Đấy, thì anh em nào đánh tổng hợp thì đánh chế độ này. Đánh cá rô phi, cá trắng nhá. Con này là đánh rô phi bình thường thôi, không phải là mạnh, nhưng mà đánh cá trắng nổi rất là đẹp, hai cuộn cảm cho sung rất là rộng. Đấy, cá trắng nước trong thì anh em cho tầm 65 này. Cá trắng trắng nước trong này anh cho anh em cho tầm 70 nhá. Cá trắng nước trong cho tầm 70 này. 70 75. Đấy, 75 chắc cho tầm 75 76 gì đấy. Băm sung anh em cho tầm 35 36 nhá. 35 hoặc 30 thôi. 30. Đấy, anh em thấy không? Còn khi đánh nước đục thì anh em phải tăng tần số lên tầm khoảng 85 90 nhá. Đấy, 85 90. Băm sung vẫn cho như thế. Đấy. Bấm này. Đấy, mắc tần số này, mắc tần số của nó này. 110 Hz nhá. Đấy. Rút quả gió ra cho nó khỏi. Mình đã rút quả gió ra cho nó khỏi ồn rồi. Đấy, mắc tần số được 110 Hz nhá. Cho càng băm càng cao thì nó càng chậm. Đây là nước lì này, chế độ lì này. Đấy, lì đánh rô phi nhá. Đấy, bóng sáng quắc luôn anh em ạ. Rồi, chuyển sang chế độ số 3 này, chế độ đánh cá trắng nước nông nhá. Đấy, cá trắng nước nông giảm tần số về này. 120 này. Cái này băm sung cá trắng nấc 2 này nhá. Nước nông thì đánh băm sung cho thấp nhất là 100 này, cao nhất là 200 này. Còn tần số của cái này là cao nhất, nó hiển thị trên đồng hồ là 240 này. Đấy, nhưng mà nó cho điện ra rất là yếu. Chỉ đánh con cá trắng nước nông thôi. Đấy, nước sâu thì anh em lại chuyển tần số khác. Đấy, nói chung là khi anh em đi đánh ấy thì mình khuyến cáo đánh chế độ số 0 này. Đấy, đánh chế độ này thì điện mạnh điện yếu ở hết chế độ này. Đấy, đánh rô phi cá trắng ok nhá. Nước này đánh rô phi thì tăng lên tần số cao cao một chút, cho băm nhanh tí. Đấy, cho băm tầm 20 23 cũng được. Rô phi với cá trắng cho băm tầm 20. Đấy, băm này. Rồi, còn đánh xuyệt lại thì chuyển về chế độ số 1. Anh em thấy không? Rất là ok nhá. Đấy, xuyệt lại. Máy rất là mát, anh em cứ yên tâm. Rồi, mình đã làm video về con máy Samut 1600G cho anh em thấy nhá. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0969449392, kết bạn Zalo mình nhá. Đấy. À, mình mới về hai mẫu bộ binh đánh đánh bình xe máy. Thì anh em nào quan tâm thì liên hệ với mình. Đây này, mẫu của nó này. Mai mình làm video nhé. Đấy. Mình nhập hàng toàn bộ là hàng Samut chính hãng, nên anh em cứ yên tâm. Samut chính hãng chuẩn luôn. Đấy, vỏ này, tháo ra bên trong này. Mẫu này đánh bình xe máy nhá, đánh lươn trạch và cá trắng thôi. Còn đánh rô phi không hiệu quả. Đánh rô phi bình thường. Nước nông thì ok, nước nông tầm 1 mét ok. Cò của nó này, cò bóp loại xịn luôn, không bao giờ gãy. Cái có gãy nhưng mà cái cò này nó ngon hơn cái cò nhựa. Đấy, ok.
review luôn ở bên trong máy này. Đấy, review luôn cho anh em thấy nhá. Hai đầu đầu ra này. Quạt gió này, quạt gió trên chốc nhá. Còn đây là hai đầu ra vợt. Máy mẫu này chuyên đánh bộ binh, lươn trạch và cá trắng. Đấy. Ok. Còn một mẫu nữa. Đây là con Samut 555 MG nhá. Còn một mẫu nữa này, mẫu nữa cho anh em thấy này. Giá cực rẻ luôn anh em ạ. Giá cực rẻ. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ mình. Đây, mẫu thứ hai. Cũng mới về. Samut 825 M đấy. Rất là hầm hồ. Nhưng mà công suất của con này nó không quá 1000W đâu, chỉ đánh lươn trạch thôi. Cá da trơn nhá, cá trắng ok, còn rô phi thì không khỏe, giá cũng rẻ lắm. Thì anh em nào quan tâm liên hệ mình qua số điện thoại. Đấy, rồi ok. Lúc nào rỗi mình làm video test cho anh em thấy nhá. Chào anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video tiếp theo. Chúc anh em làm việc ngày mới vui vẻ và thành công.